Số phận vị hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc Phổ Nghi rất long đong. Ông lên ngôi hoàng đế, bị phế, sau đó lại được quân Nhật đưa lên làm hoàng đế. Sau bị lưu đày, ngồi tù, rồi được chính phủ Trung Quốc biệt đãi. Ông có 5 vợ nhưng không hề có người nối dõi. Ông có một quyển hồi ký nổi tiếng là Nửa đời trước của tôi. Đến nay được phát hành tổng cộng gần 2 triệu bản sau hơn 20 lần in bằng tiếng Hoa ở riêng Trung Quốc đại lục. Chưa kể nó được in ở Đài Loan, Hồng Kông và dịch ra một số thứ tiếng khác. Số phận tác phẩm này cũng long đong không kém chủ của nó. Và số phận tác phẩm này cũng tiết lộ nhiều điều về thân phận cuộc đời của Hoàng đế Phổ Nghi. Hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc đã phải sống một cuộc đời cơ cực và có phần tủi nhục. Phổ Nghi sinh năm 1906, là con trai trưởng của Thuần Thân Vương Tải Phong, em cùng cha khác mẹ của Vua Quang Tự. Phổ Nghi đăng quang hoàng đế vào năm 1908 sau khi bác của ông, tức là Vua Quang Tự, băng hà mà không có con nối dõi. Do lên ngôi khi tuổi còn quá nhỏ nên vua Phổ Nghi trị vì dưới sự kèm cặp của một quan nhiếp chính, ban đầu chính là cha ông và từ năm 1911 là Thái hậu Long Dụ. Theo sử sách, cậu bé Phổ Nghi đã khóc lóc thảm thiết và chống cự dữ dội khi các quan chức triều đình cùng các thái giám đến rước cậu vào cung. Vương Tiểu Thị, bà vú của Phổ Nghi, là người duy nhất có thể dỗ dành được vị vua nhí và được theo cậu vào Tử Cấm Thành. Phổ Nghi sau đó không được gặp mẹ ruột của mình trong 6 năm. Vì được cung phụng cưng chiều hết mực, nên cậu bé Phổ Nghi thường tùy tiện sử dụng quyền lực tuyệt đối để bắt lỗi, đánh đập các hoạn quan và đòi bằng được những thứ mình muốn. Tuy nhiên, những ngày tháng tung hoành của vị vua nhí không kéo dài. Sau thất bại của Vương Triều Mãn Thanh trong chiến tranh Nha Phiến, chiến tranh Thanh Nhật và đặc biệt là việc liên quân 8 nước kéo vào cướp phá Bắc Kinh, cũng như việc triều đình thực hiện quốc hữu hóa đường sắt, người dân Trung Quốc càng trở nên bất bình, muốn cải cách thể chế chính trị và phế bỏ nhà Thanh. Điều này phần lớn xảy ra trước khi mà Phổ Nghi sinh ra. Đến tháng 11 năm 1911, khi Phổ Nghi vẫn là một cậu bé, cách mạng Tân Hợi dưới sự lãnh đạo của Tôn Trung Sơn và những người trí thức cấp tiến khác trong giai cấp tư sản cũng như tiểu tư sản đã diễn ra thành công, lật đổ triều đại Mãn Thanh, chấm dứt chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại lâu đời tại Trung Quốc. 4 tháng sau, ngày 12 tháng 2 năm 1912, Thái hậu Long Dụ đã ký vào Thanh đế thoái vị chiếu thư theo một thỏa thuận giữa triều đình và chính quyền dân quốc mới, do đại thần nhà Thanh Viên Thế Khải làm trung gian dàn xếp. Theo các điều kiện này, vua Phổ Nghi lúc này 6 tuổi buộc phải thoái vị nhưng được phép tiếp tục sống trong Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh. Ông cũng được giữ tước vị hoàng đế dù thực tế chỉ là hư danh và được chính quyền Cộng Hòa đối xử như một vị hoàng đế ngoại quốc. Chính quyền mới còn trợ cấp cho Phổ Nghi 4 triệu lượng bạc mỗi năm. Tuy nhiên, vào năm 1924, cựu hoàng bị tướng dân quốc là Phùng Ngọc Tường trục xuất khỏi Tử Cấm Thành và buộc phải sống lưu vong. Từ sau năm 1925, ông chuyển đến sống tại vùng Thiên Tân bị quân Nhật chiếm đóng. Rồi đến năm 1932, Phổ Nghi lại được người Nhật dựng lên làm quốc trưởng của nhà nước Bù Nhìn Mãn Châu. Ông chính thức đăng quang hoàng đế Mãn Châu Quốc, lấy niên hiệu là Khang Đức. Suốt thời gian này, Phổ Nghi và toàn bộ gia đình ông bị người Nhật giám sát chặt chẽ, liên tục bị ép buộc xúc tiến Nhật hóa Mãn Châu như họ đã thực hiện ở Triều Tiên và những nơi khác. Dù bên ngoài tỏ ra phục tùng người Nhật, nhưng bên trong, Phổ Nghi vẫn ngấm ngầm ở thế xung đột với họ. Bất chấp những cuộc khởi nghĩa chống lại chế độ Bù Nhìn của mình, Phổ Nghi vẫn nắm giữ chức vị Hoàng đế Đại Mãn Châu cho đến mãi về sau. Rồi đến sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, ông bị Hồng quân Liên Xô bắt giữ. Ông sau đó bị đưa lưu đày ở vùng Siberia thuộc Liên Xô. Năm 1946, Phổ Nghi được mời ra làm chứng tại một phiên tòa xét xử các tội ác chiến tranh ở Tokyo, Nhật Bản. Tại phiên tòa này, Phổ Nghi đã lên tiếng tố cáo những ngược đãi của người Nhật đối với mình. Lại đến lúc ở Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Mao Trạch Đông lên nắm quyền năm 1949. Phổ Nghi đã viết thư cho nhà lãnh đạo tối cao Liên Xô Stalin đề nghị đừng đưa ông trở lại Trung Quốc. Ông cũng bày tỏ rằng quan điểm sống của mình đã thay đổi nhờ ảnh hưởng của các tác phẩm của Marx và Lenin đọc được trong tù. Tuy nhiên, lãnh đạo Liên Xô đã cho Phổ Nghi hồi hương vào năm 1950. Với tội danh bắt tay với quân Nhật, Phổ Nghi sau đó khi về nước phải trải qua 10 năm trong trại cải tạo Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh. Phổ Nghi được lãnh đạo Trung Quốc ân xá vào năm 1959. Sau khi được trả tự do, ông đến Bắc Kinh và làm việc tại một xưởng sửa chữa cơ khí tại thủ đô.
một số phận rất long đong của vị hoàng đế cuối cùng lịch sử Trung Hoa. Cuộc sống cá nhân của ông cũng long đong không kém phần. Cả đời Phổ Nghi có tới 5 người vợ. Năm 16 tuổi cưới hoàng hậu Uyển Dung và thuộc phi Văn Tú. Văn Tú ly hôn khi ông lên Đông Bắc theo Nhật. Đó là trường hợp cực kỳ kỳ lạ bởi vì hoàng đế còn bị ly hôn. Người vợ thứ ba là Tường Quý Quân Đàm Ngọc Linh, cưới thời ở Mãn Châu. Sau khi Đàm Ngọc Linh bị hại chết, người Nhật lại giới thiệu cưới cho Phổ Nghi người vợ thứ tư, đó là Lý Ngọc Cầm. Rồi đến năm 1945, khi bị bắt trên đường trốn sang Nhật, Phổ Nghi đã mang theo Lý Ngọc Cầm. Tuy nhiên bà này vẫn bị đưa về Trung Quốc giam giữ, rồi một lần nữa Phổ Nghi lại bị ly hôn vào năm 1957. Năm 59, Phổ Nghi được chính phủ Trung Quốc sắp xếp cưới bà Lý Thục Hiền. Bà là một y tá cũng đã trải qua một đời chồng. Có tới 5 vợ, vô số phi tần cung nữ, nhưng mà Phổ Nghi vẫn không có con. Vậy phải chăng ông có vấn đề gì chăng? Trong cuốn Nửa đời trước của tôi, Phổ Nghi đã không giấu giếm kể lại. Ông rất ham sắc dục. Khi ông mới hơn 10 tuổi, các thái giám để tránh phải hầu hạ vua, tối nào cũng đẩy các cung nữ vào giường ngủ để hầu ông, có khi 2-3 cô một hôm. Họ quần cho ông mệt lử mới để cho ông ngủ. Hôm sau dậy, hoa mắt chóng mặt, nhìn mặt trời và mọi thứ đều ra màu vàng ếch. Sau này Phổ Nghi hầu như không thể làm được chuyện đàn ông, phải thường xuyên tiêm các loại thuốc kích thích có tên Trung Quốc là tập bảo mạng, an lạc căn mới lâm trận được. Trong thời kỳ sống cùng Lý Ngọc Cầm, ước muốn có con của ông rất mạnh mẽ. Ông đã dùng mọi thứ thuốc nhưng vẫn không có kết quả. Theo một số tài liệu, Phổ Nghi đã bị Hoàng hậu Uyển Dung cắm sừng. Khi phát hiện ra Uyển Dung tư thông, Phổ Nghi cũng như nhiều người đàn ông khác đều muốn tìm cho ra kẻ đã cắm sừng mình. Theo điều tra của Phổ Nghi, trong lúc ông vắng mặt, Hoàng hậu Uyển Dung đã tư thông với thị vệ của ông là Lý Thể Dục và mang thai con của người này. Sau khi bị tra tấn, Lý Thể Dục thừa nhận đã cả gan cắm sừng Hoàng đế Phổ Nghi nhưng không nhận đứa con trong bụng Uyển Dung là máu mủ của mình. Thị vệ này khai rằng Hoàng hậu còn có một nhân tình khác là thị vệ Kỳ Kế Trung. Cũng giống như Lý Thể Dục, Kỳ Kế Trung là thị vệ được Phổ Nghi tin tưởng. Thị vệ này đã theo Phổ Nghi hơn 10 năm, thậm chí Hoàng đế còn cử Kỳ Kế Trung sang Nhật Bản du học. Do đó, việc Hoàng hậu phản bội mình, ngoại tình với hai thị vệ thân tín là việc Phổ Nghi không thể ngờ cũng như không thể chấp nhận được. Lúc mới biết sự thật, Phổ Nghi nổi giận sôi máu, ông cảm thấy bản thân không còn mặt mũi nào. Hoàng đế định rút súng bắn chết hai thị vệ, nhưng lại sợ tin đồn lan rộng khiến thể diện của Hoàng gia bị ảnh hưởng nên đành dừng lại. Cuối cùng, Phổ Nghi đã làm một việc không tưởng là lấy tiền đưa cho hai tình nhân của Hoàng hậu. Sau đó Hoàng đế yêu cầu họ không được hé răng nửa lời về chuyện này và phải đi càng xa càng tốt. Cuộc đời của Phổ Nghi kết thúc khi ông qua đời ở Bắc Kinh do biến chứng của ung thư thận và bệnh tim vào năm 1967, thọ 61 tuổi. Ở Trung Quốc cổ đại, những vị hoàng đế sẽ được an táng ở trong lăng tẩm. Nhiều hoàng đế đã xây dựng những lăng mộ cho mình ngay từ khi bắt đầu lên ngôi. Nhưng Phổ Nghi qua đời năm 1967, khi đó ông không còn là hoàng đế nữa. Vì vậy, theo luật và quy định của quốc gia, Phổ Nghi được hỏa táng và chôn cất tại Nghĩa Trang Cách Mạng Bát Bảo Sơn. Đó là vị hoàng đế hiếm hoi trong lịch sử Trung Quốc, lại được chôn cất ở Nghĩa Trang. Sau đó, Lý Thục Hiền, người vợ thứ hai của ông, đã chôn cất cho của Phổ Nghi tại Nghĩa Trang Hoàng gia Hoa Long, gần lăng mộ của triều đại nhà Thanh. Đây là ghi nhận cuối cùng cho vị hoàng đế cuối cùng của triều đại nhà Thanh. Ông đã không được chôn cất ở trong lăng tẩm của hoàng gia, nhưng phần nào được an ủi vì vẫn được nằm cạnh mộ phần của tổ tiên. Cảm ơn các bạn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này.